trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Bị xót thương muôn vàng, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Thank you.
thánh thì ơi kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa gia đình đáng quý, con người chúng ta có sinh có tử, bởi vậy mà trên dương gian này con người chúng ta không ai thoát được kiếp đó. Mỗi lúc tin người Kitô hữu chúng ta chết là trở về với Chúa, có hạnh phúc đời sống đời sau. Thế nhưng để có hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, con người chúng ta cần có một cuộc sống ngay đời này, sống trọn đời bác ái yêu thương. Hôm nay chúng ta cùng quy tụ nơi thánh đường này để cùng với gia đình tăng quyến và với bà Maria Đào Thị Yêu dâng thánh lễ cuối cùng trên cuộc đời dương thế cho bà Maria. Chúng ta cầu nguyện cho bà Maria sớm hưởng ngang thánh Chúa muôn đời, và chúng ta cũng cầu nguyện cho gia đình tăng quyến vơi đi nỗi buồn mất mát người thân mất qua đời, và tin rằng bà Maria vẫn hiện diện trong từng người trong gia đình chúng ta. Với những người ấy ở đây, chúng ta cùng nhau thành tâm sám hối những lỗi lầm để dâng thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta phải sống đời sống như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống như người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất trong sự sống lại giống như người. Chúng ta biết điều này là con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị hủy diệt, ngõ hầu chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được người nữa. Đó là lời Chúa. Linh hồn lìa ra khỏi xác,
Chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin rằng con người chúng ta có hai phần, phần hồn và phần xác. Chết là linh hồn lìa ra khỏi xác. Linh hồn là gì? Là sự sống. Linh hồn là hơi thở. Chết là không còn thở nữa, tức là linh hồn lìa ra khỏi xác. Cái chết là một chuyến đi dài và cô đơn nhất, và vì người ta sẽ phải để lại tất cả những gì quý quý nhất. Rời ra khỏi xác, linh hồn sẽ đến một nơi nào đó mà Thiên Chúa đã quy định, thì sống, con người sống mãi cái hướng thì linh hồn ấy được về với nhân thánh Chúa, còn sống cầu độ thì phải ra còn ở một nơi nào đó chờ đợi cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Chính vì thế cái chết nó làm cho chúng ta bàng hoàng, sợ hãi, lo âu sau cái chết. Thế nhưng là những người Kitô hữu nhìn vào cái chết dưới ánh sáng đức tin, dưới ánh sáng đức tin, thì cái chết không phải là một chấm dứt mà là một khởi đầu. Không phải là ra đi mãi mãi mà là trở về với Chúa là Cha. Không phải là chia lìa nhưng là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Từ đó chúng ta rút ra từ những cái bài học rất là quý giá. Khi chúng ta suy ngẫm về sự chết, cái bài học thứ nhất đó là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Ý nghĩa đó được tóm gọn trong câu giáo lý mà Bộ Thánh dạy chúng ta: hỏi người ta sống ở đời để làm gì? Thưa, ta sống ở đời để nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu người như anh em, hầu ngày sau được phúc thiên đàng ấy. Giáo hội dạy chúng ta như vậy đấy. Sống ở đời để làm gì? Là nhận biết, thờ phượng, kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu thương người ta như chính mình. Đây là tóm gọn lại một câu, một giới răn mà Chúa Giêsu để lại, đó là mến Chúa và yêu người. Để rồi ngày sau, tức là sau khi chết, được hưởng nhan thánh Chúa. Câu trả lời rất ngắn gọn và rõ rệt giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề từng làm cho chúng ta thắc mắc. Không hiểu được chân lý này, chúng ta sẽ không còn thấy được phương hướng về cuộc sống và quý có nguy cơ mất hết mọi sự. Những người không có đức tin họ rất sợ sau khi chết, bởi vì không biết đi đâu về đâu. Những người đi đối với chúng ta thì tin chắc rằng chúng ta có nơi, có chốn đàng hoàng. Trên chết là sống và chuẩn bị chúng ta trở về, chứ không phải là xa mãi. Chết là nhờ về nhà Cha, về với tổ tiên, về với tiên tổ. Trước đây chúng ta có nhiều ông bà cha mẹ chúng ta đã đi rồi, chết là về với ông bà tổ tiên. Trên ông Minino, một họa sĩ Tây Ban Nha, đã khắc trên cái tường, bức tường ở nhà mình cái câu như sau: hãy sống như là sẽ phải chết, hãy tập làm quen với cái chết bằng tinh thần từ bỏ liên tục. Đây là một danh họa nổi tiếng của người Tây Ban Nha: hãy sống như là sẽ phải chết, rồi chúng ta phải tập làm quen với cái chết bằng tinh thần từ bỏ hàng ngày. Chúng ta biết là thân xác của chúng ta đi, cứ 7 ngày hoặc một thời gian thì các tế bào sẽ chết đi để thay thế cho các tế bào khác. Từ bỏ mình hàng ngày cho đến khi thay gần hết rồi thì sẽ qua đời. Chứ bài học thứ hai là bài học của sự khôn ngoan. Trong mọi hoàn cảnh hãy chuẩn bị sẵn sàng để ra trước mặt Chúa mà tính sổ cuộc đời. Nhìn vào cái chết thì chúng ta thấy cần phải có sự khôn ngoan tính toán, bởi vì sau khi chết chúng ta phải ra trước tòa Chúa để trình diện. Trình diện với Chúa về tất cả những việc chúng ta đã làm,
tốt hay xấu. Chúng ta được xét xử dựa trên tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, có mến Chúa hay không, có yêu người hay không. Hai cái điều ấy là cái điều mà Chúa xét xử sau khi chết, mến Chúa hay không, yêu người hay không, chứ không phải được xét xử theo giám mục bên ngoài mà những cái việc cái đạo đức nặng mùi trình diện que qua cũng phải. Chúng ta yêu mến được Chúa thực sự hay không, có yêu mến người thực sự hay không. Bởi vậy trong cuộc sống thường ngày chúng ta có lo thực thi sống bác ái hay không, có biết thực tư thực tâm tha thứ cho nhau hay không, có biết nở nụ cười hòa giải đối với những kẻ đã gây xích mích với mình hay không, có biết đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người chung quanh hay không, nhất là đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người gặp khó khăn thử thách, những người đau khổ bệnh tật đuôi mù què quạt hay không, có biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái và yêu thương hay không. Nếu trong cuộc sống chúng ta là khi sống bác ái yêu thương thì chúng ta mới có thể tiến lại gần Thiên Chúa đứng nhân hậu và bao dung sẽ tha thứ và tội cho chúng ta. Khi tâm hồn chúng ta đã giao hòa cùng Thiên Chúa thì bây giờ cái chết không còn là nhục để tan tác nữa. Cái chết thì đáng sợ khi chúng ta còn đang giang dở, đang dở dang mà thôi, đang mắc nợ đời, mắc nợ Chúa mà thôi. Còn khi chúng ta cứ thực thi bác ái hàng ngày, giữ các ngày lễ Chủ nhật, giữ các ngày lễ trọng và thực tâm yêu mến mọi người thì cái chết của chúng ta đến lúc nào giàu nào chúng ta không còn lo lắng nữa, bởi vì chúng ta đã sẵn sàng rồi, chúng ta đã có ngôi nhà xây sẵn ở thế giới bên kia rồi. Còn kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ an táng, tức là thánh lễ cuối cùng cho bà Maria đồng tình yêu với thân xác của bà nơi đây. Chúng ta thế giới này cầu nguyện cho bà Maria chắc chắn trong cuộc sống và cũng sống bác ái yêu thương tham dự thánh lễ rồi sống trong cộng đoàn. Tuy nhiên con người chúng ta nhiều lúc còn thiếu sót với Chúa và thiếu sót với anh chị em, thì chúng ta hãy biến cái tâm thương mất mát này thành những lời cầu nguyện, để chúng ta cầu nguyện thay cho bà Maria, để bà Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen. Kính mời và đứng ra trên lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho hội thánh luôn trung thành trao giảng Chúa Kitô đã chết và sống lại, để mọi người được đón nhận tin mừng cứu độ. Cho mọi người ngày nay khi đối diện với đau khổ, sự dữ và sự chết tìm được lời giải đáp trong ánh sáng màu nhiệm, vượt qua Đức Kitô và lời giao giảng của Hội Thánh. Lạy Chúa là Cha trí thánh, Chúa đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống
ban lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin Hương chấp nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban nâng đỡ chúng con trên hành trình về nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Đây là màu nhiệm vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng vào cảnh trước công danh và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con cái thân phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho đến hội thánh Chúa đang được các hoàn cầu được kiện toàn hội thánh trong tin mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Hội Kinh Sơn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhờ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin chúc hương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trăm người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong thừa tên của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, thần chương yêu thế và theo thế với người thầy chúng ta tâm nguyện Thiên Chúa đã đem cho tội trần gian thú tai được bài đến lần thiệp thiên Chúa.
chúng ta cùng hướng về thi hài của bà Maria để cùng cử hành nghi thức phó dân thường nghiệp. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách xứng hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành chúng cho Ngài, cho thi hài người chị em chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hạnh chư thánh, và xin cho linh hồn người chị em này được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi được cứu khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì một từ nhân lành phát trên vai, người chị em này đã được được niềm vui muôn đời và chúc phận phúc hạnh phúc với các thánh trong đoàn cầu cận bên vua cả muôn trời.
trời cao mai con có.